Chiến thắng thứ 3 ở mùa giải này vẫn đang là điều gì đó quá xa xỉ đối với thầy trò huấn luyện viên Scott Parker, khi trong chuyến đến làm khách trước một đối thủ không quá vượt trội như Newcastle, thì kết quả mà họ có được cũng chỉ là trận hòa với tỷ số 1 đều ra về. Tuy vẫn có được một điểm nhưng màn trình diễn của Fulham vẫn là chưa đủ để làm vui lòng những người hâm mộ khó tính. Bởi đây là trận đấu không phải do họ đã chơi hay, mà chỉ tại đội bóng chủ nhà đã chơi rất tệ. Cần biết bàn thắng duy nhất mà Fulham có được lại đến từ pha đốt lưới nhà của Richie bên phía bầy chích chòe. Và với việc chỉ phải chơi với 10 người trên sân sau tấm thẻ đỏ của Anderson trong khoảng 30 phút thi đấu cuối cùng, thì việc chỉ để thủng lưới một bàn từ chấm penalty đã có thể coi là rất may mắn đối với đoàn quân của huấn luyện viên Scott Parker. Với trận hòa này thì Fulham vẫn đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League với 10 điểm, hiện đang kém nhóm an toàn lúc này đang là 2 điểm. Đến với vòng đấu tiếp theo, Fulham sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Southampton đến làm khách. Trải qua 5 trận đấu gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Scott Parker đang có cho mình một chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ mới để thua trước Man City một trận. Tuy đang có phong độ vẫn ở mức chấp nhận được. Và cùng với đó là điểm tựa vững chắc đến từ sân nhà nhưng họ cũng không được các chuyên gia đánh giá quá cao trong trận đấu này. Đặc biệt là khi Fulham phải đối đầu với đội bóng vốn dĩ đã là khắc tinh của mình, chứ không cần xét đến về thực lực ở mùa giải này, thì đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Cần biết trong 7 trận được chơi trên sân nhà ở mùa giải này, thì đội bóng của huấn luyện viên Scott Parker chỉ mới có đúng một chiến thắng duy nhất trước cái tên đang đứng áp chót dưới bảng xếp hạng như West Brom. Còn lại 2 trận hòa và để thua đến 4 trận. Thậm chí thành tích đối đầu trong quá khứ cũng không hề ủng hộ cho Fulham, bởi trong 5 lần gặp nhau trước đó thì họ chỉ mới có đúng duy nhất một chiến thắng. Còn lại để thua đến 4 trận và trong đó họ không hề có được bất kỳ bàn thắng nào vào lưới Southampton. Phía bên kia sân, Southampton đã phải nhận lấy thất bại ở vòng đấu vừa qua, khi phải đón tiếp một đối thủ nặng ký như Man City đến làm khách và để thua với tỷ số 0-1. Một kết quả mà người hâm mộ của thầy trò huấn luyện viên Hạ Sẻ Nhất không phải lấy gì làm tiếc nuối, bởi đây là trận đấu mà đội bóng con cưng của họ đã chơi rất hay. Có thể nói là chơi đôi công một cách sòng phẳng so với đối thủ. Thứ khiến cho những vị thánh phải lép vế trước Man City ở trận này, đó không phải là về lối chơi hay chiến thuật, mà chính là chất lượng trong đội hình không bằng, bởi đội khách của họ sở hữu một tiền vệ đẳng cấp như Kevin De Bruyne. Thậm chí trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola đã dành không ít những lời có cánh cho huấn luyện viên Hạ Sẻ Nhất và các học trò chiến lược gia người Áo. Trận thua này đã khiến cho Southampton rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League với 24 điểm, hiện đang kém nhóm được tham dự Champions League mùa sau đang là 2 điểm. Trở lại với chuyến hành quân lần này, mặc dù phải nhận lấy thất bại vừa kể trên nhưng trước đó Southampton vẫn đang duy trì cho mình chuỗi thành tích rất tốt. Cụ thể trong 10 trận đấu gần nhất, thầy trò huấn luyện viên Hạ Sẻ Nhất chỉ phải khuất phục trước 2 đội bóng đến từ thành Manchester, còn lại họ có cho mình đến 5 chiến thắng và 3 trận hòa. Người hâm mộ Southampton cũng có thể nghĩ đến một kết quả tốt nhất dành cho đội bóng con cưng của mình, bởi ở thời điểm này thì đoàn quân của huấn luyện viên Hạ Sẻ Nhất không phải là cái tên quá e ngại khi phải thi đấu xa nhà. Nhìn lại 6 trận sân khách vừa qua của những vị thánh, họ đang có cho mình chuỗi 6 trận liên tiếp bất bại trên đất khách, trong đó có 3 chiến thắng và 3 trận hòa. Đó là chưa nói đến sân đấu Craven Cottage cũng không phải là nơi quá đáng sợ đối với Southampton, khi trong 5 lần gần nhất đến làm khách thì họ chỉ mới để thua vỏn vẹn một trận với cách biệt tối thiểu, còn lại có đến 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa Fulham với Southampton, tỷ lệ nổ tài của Fulham đạt 30%, tỷ lệ thắng kèo đạt 50%, có 40% kết quả về lẻ. Fulham ghi được 10 bàn để thủng lưới 12 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Southampton đạt 50%, tỷ lệ thắng kèo đạt 50%, có 90% kết quả về lẻ. Southampton ghi được 20 bàn để thủng lưới 13 bàn, trung bình mỗi trận ghi 2 bàn. Dự đoán kết quả Fulham với Southampton. Thẳng thắn mà nói thì ở trận này sẽ không có quá nhiều cơ hội để Fulham có thể làm điều gì đó bất ngờ trước Southampton. Thậm chí là để thua với cách biệt ít nhất 2 bàn trở lên. Và chìa khóa chính để giới mộ điệu đặt niềm tin vào Southampton, đó là tỷ lệ thắng kèo châu Á của họ lên đến 90%. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.